Thanh mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay giấc chiều á, thì Thanh đi ra đồng. Bữa nay Thanh đi ra đồng không có bắt cá mà Thanh đi hái rau muống để vô Thanh làm dưa chua á, để dành mình ăn, có cá kho này kia mình cái kẹt mà giấc tối bắt cá giờ không có đồ chấm á, thì mình lấy dưa chua ra mình ăn. Thì Thanh mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi hái rau muống với Thanh nha. Thế đã có được một đám mà cái này Thanh đi đi dài dài từ ngoài kia mà vô tuốt trong đây cái nhà không có chỗ nào còn có muốn chơi, nó bị còi cọc hết trơn do là cái trời nắng hạn này nè, với lại nước người ta khai khô á, cho nên ra muốn nó sống không có nổi, cho nên nó còi cọc hết trơn. Thì thấy được có cái chỗ này mà chỗ này nó cũng hơi còi nữa, giờ mình cũng hái một mớ và mình làm dưa cái nha. Đây xuống đây đó. Thì rau muống nó cũng không có được tốt, nhưng mà nó có đợt non này là mình hái về làm dưa chua cái nha. Dưa chua thì mình cái thằng không có cần nó tốt quá, không có cần nó non quá, cái gì bẻ cũng rớp rớp nè. Làm dưa để dành mình ăn. Ui cái thau, cái thau nó chạy. Sợ lúc mà Thanh đi thấy nó kiểu này nè cả nhà, sợ nó già, mà giờ hồi nó cũng không có già, hái cũng được, cái rau muống này ăn cũng được. Rau muống này mình làm dưa là ngon rồi. Nhất này 5 giờ mấy rồi mà còn nắng quá chèn cái nhà. Cái rau cái thau lại cho mình. Tự nhiên cái thấy không có gì ăn ban đêm á cả nhà. Ban đêm như mình đi bắt cá về trễ nè. Cái không có đồ ăn, ai có cá kho mà không có đồ chấm á. Thấy gì Thanh đủ cà men đi bẻ rau muống về làm dưa, để dành mình ăn cá kho này kia cũng ngon. Nhà đi trong thời gian chờ đợi cho nó bớt nắng thì Thanh đi lượm hộp vịt này cả nhà ơi. Được 6 trứng, tổng cộng lượm được 6 trứng. Thì mấy cái trứng vịt này chắc nó cũng hơi lâu rồi. Đây, xình không luôn. Đây, 6 trứng. Bây giờ bắt đầu mình đi lượm hộp vịt xong rồi, bây giờ mình đi xuống hái rau muống tiếp tục cả nhà ơi. Công nhận hên thấy ghê. Đi cái cánh đó đó cả nhà. Thấy nắng quá, đi lên ngồi nghỉ đợi cho bớt nắng xíu ha, xuống hái rau muống. Tại vì Thanh hái được một mớ rồi nè. Thấy nắng quá rồi đi lên. Cái camen gũi đi lượm hộp vịt. Thấy vậy hai đứa đi lượm dạy cho chồng được 6 trứng. Đó, bữa nay là có vốn rồi đó. Giờ để đây đi, đi xuống mình hái rau muống tiếp cả nhà ơi. Chắc này là mát mát dịu dịu, hồi nãy nó quá trời nắng. Hên ghê, tính là đi thử thôi à, tại vì cỡ này dịch người ta đi đồng khác hết rồi, không có còn ở đồng này á, thì không gà tưởng nó người ta lụm hết á, cái này lại chắc sót lại cả nha. Thì mình đi hái rau muống tiếp tục. Rồi hồi nãy thì mình hái này ở đây nè cả nhà, giờ mình lên trên đó mình hái dài xuống đây, mình
trên tút trên đi rồi mình hái dài xuống lại. Cái mình hái từ trên đó dài xuống đây là về nhà làm dưa chua là giữ sức ăn luôn á. Cái này dưới chịu nắng, hồi nãy nãy còn quá chịu nắng. Cái gì, hai đứa đang hái không uống ở dưới cái lên bờ ngồi đợi xíu, mà giật hồi lên bờ cũng không có ngồi yên được, đi xuống lượm hụt dịch. Rồi đây mình hái dài xuống được rồi cả nhà. Rau muống này là vừa ăn không già mà cũng không no. Hái nghe rớp rớp. Thấy vị nó nhiều lắm đó cả nhà, chịu hái chút xíu. À dư sức ăn luôn á. Nhưng mà xỉu. Cái làm dưa chua này nó cũng dễ ăn cả nhà. Như mình ăn cá chiên nè, mình đem ra mình chấm cũng được. Ăn cá kho mình chấm cũng được. Cũng bự bự không. Canh chua cũng ngon. Canh nướng đồng này dễ ăn cả nha, làm cái gì ăn cũng được, mình đập ra mình bóc gỏi cũng được. Ngọt ngon. Mình làm cái keo bự á, mình để dành mình ăn cái nha. Làm một lần cho nó đáng một lần á, để cái mình ăn la gai. Mình làm mình ăn cỡ nửa tháng cũng được nữa, cả tháng trời luôn. Ăn thua do mình làm á. Gớp gớp nè, mình về làm như chua ăn á, nó giòn dữ lắm. Dưới cái keo của mình làm cái keo bự á, để dành ăn cho nó lâu. Tại vì mình làm một lần cho nó đáng một lần. Thank you.
nó thấy ăn cà báo rồi. Ý, sắp tới cái chỗ nãy mình hái nè cả nhà ơi. Tới đây là mình hái, tới đây mình lên được rồi đó. Đây là lớp này tủ ăn. Giờ mình còn lặt lá ra nữa. Lặt lá ra. Rồi xong rồi mình mới làm nưa. Cục thao luôn rồi nè. Đây. Cục thao nó muốn luôn. Giờ mình đi lên. Cái này hoàng hôn xuống rồi, đẹp quá cả nhà. Đi hái không muốn ra được. Ra hoàng hôn xuống luôn à. Thành quả của Thanh hôm nay là một thao rau muống. Thì một thao rau muống này về mình lặt lá ra. Chắc ngồi đây lặt lá luôn hay là đem về mới nè. Ngồi đây lặt luôn đi ha. Lặt lá ra, bây giờ Thanh sẽ lặt lá ra bớt cả nhà ơi. Đây thì mình làm dưa, Thanh làm dưa thì gì nè cả nhà. Đó, lặt lá ra chứ mình lặt khúc vậy nè. Lặt lá này cho mấy cái lá nó mình bỏ bớt. Ui, bao nhiêu này chứ vậy ha. Làm dưa hay một keo luôn cả nhà. Ăn hết, ăn đã luôn. Cấp này là chấm cá kho này kia nè. Mình đi cỡ tay cỡ này Thanh ưa đi bắt cá về trễ cả nhà. Rồi cái bắt cá giờ không có thời gian hái rau này rau kia để mình chấm ăn á. Rồi cái mình làm dưa gì nè, mình dự trữ để dành mình không có đồ chấm, mình lấy ra mình chấm cũng ngon nữa. Hoặc là mình ăn cá chiên á, cá chiên mình chấm ăn với kèm với dưa chua rau muống cả nhà cũng ngon. Cả nhà thấy lặt ở đây cái lặt nội mà lặt hết cái đám rau muống này không á là về tới nhà là tối rồi. Bây giờ anh sẽ đem về nhà rồi mình tắm rửa này kia rồi bắt đầu mình sẽ lặt cái lá cả nhà. Tại vì giấc này chiều rồi, về nhà lặt cho nó mau. Về nhà cái mình làm xong để giấc này ngồi đây lặt cái không kịp thời gian á, tối cả nhà. Giờ đi gom về đi. Chiến dịch cả nhà ơi. Đang đi, đang chạy xe về gặp cái chiến dịch lụm luôn. Wow. Đang chạy xe về gặp trên đường hồi nãy ở dưới đó hình như là hai trứng nữa đó. Mà thấy nó ở trong xa rồi, thôi không có lụm. Giờ mình chạy về tiếp cả nhà. Thank you.
rau muống Thanh về Thanh lặt nè. Do là hái nhiều lắm luôn mà về lặt không hết rồi Thanh để lại một mớ, còn một mớ này là Thanh lặt xong rồi. Giờ mình sẽ làm dưa chua. Đây thì cái nước giấm của Thanh nè cả nhà. Nấu nấu xong rồi, bây giờ nó cũng ấm ấm rồi. Trước tiên thì cái keo để rau muống vô cái keo. Đây, Thanh sẽ bỏ rau muống vô keo trước. Đây là lần đầu tiên Thanh làm giấm cái nha, gì làm dưa chua cái nha. Cái này á nãy giờ Thanh quên. Hôm mình nhà mình không có củ hành tím á cả nhà. Không có củ hành tím, chút nữa Thanh để vài tép tỏi vô đây nè cho nó thơm. Cái này chơi bằng tay luôn chứ nó mang luôn. Cái tay cũng rửa sạch. Nhặt xuống. Nó không có hết keo. Đây cả nhà, thì Thanh vừa mới đi cắt ớt với lại mớ tỏi nè. Để mình bây giờ Thanh sẽ để xuống bên dưới. Hồi nãy đáng lẽ mình để hồi nãy mà do là Thanh bị Thanh quên cái chực nhớ lại thì chạy đi, nhưng mà nó cũng chưa có muộn cả nhà. Này là mình để vô là vừa. Trang trí cho nó đẹp. Lần đầu mình làm dưa chua không biết sao kết quả sao đây cả nhà. Ớt này là đưa ra cái tay nha, cái tay nó nóng. Trang trí đồ. Và cái nồi giấm của Thanh á, hắt cái mùi lên nó chua. Ui hồi nãy sợ bao nhiêu này mình để không đầy keo cái gì để dư mà giặt rồi. Cái này là để đầy keo luôn á cả nhà ơi, đầy keo mà cái keo này mình ém xuống mà để gì là nó vừa đó nhiêu này. Can sao mà cay, can sao mà hay, vừa đầy vừa đầy keo là im rồi đó. Tỏi á cả nhà, mình để vô gì nè, nó cho nó thơm, nó thơm với lại cái dưa chua của mình nó ngon nữa. Tỏi với ớt. Cho hết luôn đi, ém cho hết luôn. Có một keo này là mình ăn hết sức lâu, cả nửa tháng cả nhà. Để lâu lâu cái như đi bắt cá không có đồ ăn lấy ra mình chấm. Rồi bây giờ mình sẽ cho đổ nước giấm lên. Đây, cái nước giấm của mình có cái công đoạn đổ nước. Chắc là không biết nhiêu này nước đủ không nữa nè. Không biết bao nhiêu này nước đủ không cả nhà.
Rồi bao nhiêu này thì nó hơi thiếu nước. À, lát nữa Thanh sẽ nấu thêm một miếng nước nữa cả nhà. Bao nhiêu này không có đủ rồi. À, đáng lẽ là mình phải nấu cho nó lên tới trên đây. À, nấu nước giấm cho nó lên tới trên đây thì nó mình ăn cái lớp dưới cái lớp trên mình ém xuống là nó vừa. Rồi bây giờ thì nó mới có ngang đây, hơi thiếu. Bây giờ Thanh sẽ đi nấu thêm. Thì hồi nãy là nấu hơi ít nước nó thiếu cả nhà, thì bây giờ là Thanh nãy giờ Thanh đi nấu thêm nè. À, nấu thêm nước giấm. Thanh sẽ đổ nó vô luôn. Wow. Cái nước giấm là nó phải lên vị đó. Rồi đó cũng tạm ổn rồi. Vừa đó cả nhà. Cái này thì mình ém xuống. Đó. Cái này là vừa đó cả nhà. Nước giấm là mình làm nó đầy á, mà mình phải cho nước giấm nó lên trên gì nè. Cái ngày mơ á thì Thanh làm cái giấm này á là ngày mơ là bắt đầu mình ăn được cả nhà. Ngày mơ là ở bên dưới, cái lớp bên dưới là mình sẽ ăn được. Cái mình móc 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 ở bên dưới nè, mình ăn trước. Cái bắt đầu mình ém mấy cái ở trên, mình ém nó xuống. Đây. Cái keo dưa chua của Thanh này cả nhà. Lần đầu tiên Thanh làm dưa chua. Đây. Tên tên được một thành quả của Thanh được một keo dưa chua cả nhà. Thì bữa nay là giấc chiều Thanh đi hái rau muống về là làm dưa chua để mình để dành đó mình ăn. Thì bây giờ Thanh làm xong rồi, bắt đầu Thanh sẽ để vô trong tủ hoặc là trong cái thùng nước đá để cho nó lạnh lạnh đó cả nhà. Nó lạnh lạnh nó ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi thì bữa nay là cái keo dưa chua của mình cũng không biết ngon không, nhưng mà do là lần đầu tiên Thanh làm dưa chua, không biết nó ăn có ngon không cả nhà. Thì video của Thanh đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh vào ngày mơ nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho Thanh có động lực cho nhiều video hay nữa nha. Bye bye cả nhà.